Vâng, thưa anh Khải Đào, chắc là anh cũng biết là trong những ngày qua ở tại cộng đồng người Việt ở vùng Lido Sài Gòn này có rất nhiều cái thông tin mà làm cho cộng đồng của chúng ta quan tâm, về không những là về mặt truyền thông cũng như là liên quan đến vụ kiện của tỷ phú Hoàng Kiều. Mặc dù thông tin này đã được rất nhiều người biết đấy, tuy nhiên những ngày gần đây thì cái vụ kiện này nó được nổ ra với truyền thông nhiều hơn và rất nhiều người đang quan tâm cái chuyện này. Thì theo như anh, đầu tiên thì anh có thể cho chương trình được biết là anh trước đây, trước cái những ngày này thì anh đánh giá như thế nào về cái vụ kiện của tỷ phú Hoàng Kiều với những cơ quan truyền thông cũng như là cá nhân thưa anh? Dạ vâng, kính thưa quý vị, thưa anh Derek, đương nhiên là có lẽ là hầu hết những người Việt Nam mà quan tâm đến chính trị hoặc là quan tâm đến cái vấn đề này thì đa số đang theo dõi và đang bàn tán với nhau. Thành ra bạn Khải và bạn bè cũng không có ngoại lệ. Tức là đương nhiên thì trong lúc bàn tán về mình sẽ có hai luồng dư luận, đúng không ạ? Một bên thì sẽ nói là giống như là bây giờ khoan nói đến những cơ sở truyền thông BBC và Nhật báo người Việt, những người blogger cá nhân á, thì người ta cho rằng là những người đó trên răng dưới dép. Thì thật sự tỷ phú Hoàng Kiều cũng không làm gì được. Giống như chuyện mẹ nấm, nhiều người ta nhìn những cái case trước thì người ta nói từ xưa đến giờ cứ thưa nhau ra tòa rồi cái phán quyết, đúng không ạ? Nói là phải chịu phạt bao nhiêu, phải đền bao nhiêu, nợ bao nhiêu, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Thì có một số người còn đưa ra những cái đề nghị còn táo bạo hơn nữa. Tức là nói bây giờ xin lỗi, có một số người bị kiện đó, bây giờ nó gọi là play victim, tức là nó ăn vạ luôn. Tức là nói bây giờ tố ngược lại tỷ phú Hoàng Kiều, đúng không ạ? Nói bây giờ ổng là tỷ phú, ổng coi như là ổng tấn công tôi, ổng trù dập tôi, bây giờ mở một cái quỹ, Mỹ nó có là GoFundMe đó, để mà vận động gây quỹ để mà gọi là bảo vệ, đỡ đòn chống lại tỷ phú Hoàng Kiều. Thì họ nói là mặc dù là nếu mà bị thua rồi, đúng không ạ, thì cái cá nhân đó không thể có tương lai để mà làm ăn, để mà có vốn liếng tiền bạc, tài sản gì hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quỹ pháp lý, chắc anh Derek rành cái đó, có nghĩa là mình lập ra những cái trust fund, những cái fund thì vẫn có thể vận động, vẫn có thể điều hành một cái quỹ rất lớn nếu mà có người cho họ tiền. Thì đó là một trong những cái luồng dư luận trái chiều. Ý họ nói là thứ nhất là những cái người mà đang bị tỷ phú Hoàng Kiều kiện đó thì hoàn toàn là đầu chọc, cũng không còn gì để mất. Mà theo một số người luật sư còn nói với chúng tôi, kính thưa quý vị, là theo luật Hoa Kỳ đó, cái quyền tự do ngôn luận nó rất là tối thượng. Có nghĩa là bây giờ thưa thì thưa, thắng thì thắng, cái người bị thưa vẫn có quyền để những cái bài viết đó tồn tại trên mạng, vẫn có quyền phát hành. Còn cái quyền mà tiếp tục thưa, tiếp tục ra tòa, tiếp tục thắng kiện, tiếp tục được những cái phán quyết là cái chuyện cứ làm. Nhưng mà tòa, cơ quan công quyền sẽ không có bổn phận là đi thực thi cái chuyện mà lấy bài báo xuống hoặc là đi đốt sách, đi lấy, là như ở Việt Nam là tịch thu những cái ấn phẩm đó đó. Bên đây cái quyền tự do ngôn luận tối thượng, không ai sẽ đụng chạm đến những bài viết đó. Nhưng mà nếu mà thưa một cái người, những người đầu chọc á, thì họ cứ lì ra đó họ ăn vạ thì cũng không đi đến đâu. Thì kính thưa quý vị, cái đó không phải là cái quan điểm của cá nhân Khải đang trình bày, là đó là một trong những cái ý kiến. Thì nếu mà hỏi Khải thì Khải lại có theo cái chủ kiến, theo một cái số cái ý kiến như vậy. Có nghĩa là những cái người mà có trong tay bạc tỷ thì mình phải hiểu cái trường hợp đó, người ta gần như là nó không có những trường hợp tương tự, ít nhất là trong cộng đồng mình. Có nghĩa là từ xưa đến giờ anh Derek có thấy tỷ phú Việt Nam mà nào mà đi kiện ai chưa, đúng không ạ? Thành ra mình không thể nói như là cái án lệ, cái tiền lệ thông thường từ xưa đến giờ được, tại vì cái chuyện này nó độc nhất vô nhị. Điều thứ hai là, kính thưa quý vị, nếu mà giả dụ như anh Derek hoặc là những người Khải quen là cũng là triệu phú đó, bây giờ có được tòa phán quyết đó là bắt Khải phải đền họ mấy triệu, mấy trăm ngàn, thì xin lỗi, họ cũng không bao giờ bỏ ra 50 ngàn, 100 ngàn để mà đi theo đòi Khải. Tại vì họ biết cái tiền đó là tiền quăng qua cửa sổ, phải không ạ? Họ sẽ không có lấy lại được một đồng xu cắt bạc nào từ một cái người mà khú rách áo ôm, vô gia cư, vô nghề nghiệp, mà vô trắng tay, vô tài sản. Nhưng mà kính thưa quý vị, thêm một cái điểm khác biệt nữa là cái vấn đề này chính ông tỷ phú Hoàng Kiều ông đã nói, phải không ạ? Ông nói ông không có cần tiền, cái mục đích ông không phải đòi tiền, đúng không ạ? Và cái quan trọng hơn, ông cũng bất chấp cái chuyện mà quăng tiền qua cửa sổ. Có nghĩa là Khải, xin lỗi, bây giờ Khải là cái người chọc tức ông, đúng không ạ? Khải thách thức ông, bây giờ Khải viết giấy đi, Khải nói gì ông, tôi cho ông đốt, ông phải đốt bằng tiền tôi mới cho ông đốt. Thì kính thưa quý vị, ông sẵn sàng bỏ 5 triệu ra đốt, Khải cháy thành tro, đúng không ạ? Tại vì cái tiền ông đốt được. Đó là một trong những cái chuyện mà nó khác biệt. Nhưng mà giờ cho một cái ví dụ cụ thể hơn, thưa anh, là như ở xã hội Việt Nam từ xưa đến giờ, hoặc xã hội đen, thì khi mà vay nợ nóng hoặc là thiếu nợ mà không đòi được thì đôi khi, đúng không ạ, người dân Việt Nam quen thói, tức là phải dùng những người đi đòi nợ, phải không ạ? Xã hội đen thì quý vị biết rồi, nếu mà mình bỏ ra 5.000, 10.000, 20.000 thì họ sẽ có những cái cách trừng trị những cái con nợ, đúng không ạ? Nhưng mà kính thưa quý vị, nếu mà một người tỷ phú ở bên Hoa Kỳ, người ta vẫn thượng tôn pháp luật, nhưng mà bây giờ thay vì như phải dùng những cái là theo những cái tập quán xa xưa mà chặt tay chặt chân đánh đập á, bây giờ tiếng Mỹ nó gọi là make your life miserable, đúng không ạ? Miễn sao mà ta xin lỗi, phải dùng từ nó dân dã, tao coi như không phải triệt là giết mày, nhưng mà tao triệt con đường sống của mày, tao cho mày cả cuộc đời mày, từ giờ về sau không ngóc đầu lên được, đúng không ạ? Thân tàn ma dại. Thì kính thưa quý vị, họ có thể bỏ ra 100.000, 500.000, 1 triệu trả tiền cho một cái tổ hợp, một cái công ty chuyên đi đòi nợ, mà nói đơn giản là chuyên đi harass, đúng không ạ? Có nghĩa là sao? Họ dùng phán quyết của tòa, họ làm việc với cảnh sát đàng hoàng để cảnh sát biết là họ đã có cái quan hệ như vậy, họ là chủ nợ. Thành ra bất cứ lúc nào họ cũng có quyền đến. Và dù bây giờ cái con nợ mà đi mua một cái xe mới, đúng không ạ, tổ chức một cái party, mua một căn nhà, hoặc là kể cả book vé đi du lịch, họ có quyền đến tận nơi, đúng không ạ? Kêu cảnh sát, sheriff đến, marshal đến tận nơi ngăn chặn cái chuyện đó. Hoặc là đang bán tiệm cứ khai lỗ, họ có quyền cho người đến điều tra, mà trong lúc có thấu hình chứng minh là tiệm đang làm ăn lời, họ có quyền tịch thu cái số tiền thu nhập đó. Thành ra nói chung, nếu mà một người dư tiền như ông tỷ phú Hoàng Kiều mà ông thật sự ông muốn trù dập người nào, thì Khải nghĩ qua gọi là một cái phương tiện hợp pháp, họ vẫn có thể làm cuộc đời mình, nó gọi là miserable. Và đó là lý do mà tại sao lý do mà ông sẽ làm như vậy. Thì Khải nghĩ ông cũng đã nói rồi, tiếng Anh nó gọi là personal, đúng không ạ? Khải xin giải thích với anh là như vậy. Khải và Derek cũng là làm truyền thông, thành ra mình biết khi mà bản thân Khải cũng từng chỉ trích phê phán rất là nhiều người, đúng không ạ? Nhưng mình phải hiểu cái chỉ trích phê phán trên cái hành động, trên cái lời nói một cách khách quan, một cách gọi là vì liên quan đến công việc thì nó khác. Còn tiếng Mỹ nó gọi là low blow, nó có tính cách cá nhân, nó khác, đúng không ạ? Thì khi mà người ta nói cái đó nó tính cách cá nhân, có nghĩa là những người đó dùng cái từ đơn giản ra đòn hiểm, hoặc là chơi xấu, hoặc là có những thái độ trịch thượng, hoặc là không phải là vấn đề chỉ trích một cách công tâm liên quan đến nghề nghiệp, vai trò của một người làm truyền thông, mà có ý đồ hạ nhục, phỉ báng cá nhân. Và khi mà một người ta đã biến cái đó thành thù hận cá nhân mà người ta có điều kiện, phương tiện, thì Khải nghĩ cái kẻ thù của ông ta cũng rất là khó sống. Khải nghĩ như vậy. Theo như anh thấy thì cái sự việc này có rất nhiều người nói rằng là tỷ phú Hoàng Kiều thưa. Tuy nhiên với mức độ mà cả một cái cuộc họp báo lớn như vậy để nói rất nhiều đến cái việc kiện tụng, mà cụ thể ở đây nếu như mà chúng ta theo dõi thì có thể thấy là nhân vật Trần Nhật Phong được nhắc đến nhiều hơn cả báo Người Việt với lại BBC. Như vậy thì theo như anh nghĩ là cái sự việc này nó có quá hơn là nhiều người suy nghĩ không? Dạ vâng thưa anh, thứ nhất cho phép Khải cũng dẫn lời một số người qua những cái lần bàn luận với nhau. Thì Khải nghĩ thứ nhất là chúng ta phải hiểu là tiếng Việt nó có cái câu dân dã là nhìn vậy mà không phải vậy. Tức là chúng tôi nghĩ một cái người mà đã thành đạt, tức là đã lập được sự nghiệp mà đến con số tỷ phú, có nghĩa là gia tài mấy tỷ chứ không phải chỉ 1 tỷ, thì chắc chắn người ta không thể nào là người ngu được. Trừ trường hợp người ta mới trúng vé số 1,6 tỷ, đúng không ạ? Cũng chưa hẳn cái người đó ngu nữa, nhưng mà chắc mình không thể nói người ta là nhưng được sự nghiệp mà trở thành tỷ phú thì chắc chắn họ không thể nào điên khùng ngu dốt. Thành ra theo cái mà nhìn từ bên ngoài thì Khải đồng ý có một số người thấy thái độ, thấy những cái lời tuyên bố của tỷ phú Hoàng Kiều có vẻ ngông cuồng, có vẻ không có hợp lý, hoặc là giống như anh Derek mới hỏi Khải, tại sao một người tỷ phú mà lại bỏ thời giờ trả tiền để tổ chức một cuộc họp báo đài thọ truyền thông, báo giới đến để mà tấn công một người vô gia cư, không phải vô gia cư mà người gọi là gần như là chọc đầu, đúng không ạ? Tức là không có tóc, không có tiền để mà mình đòi được cái nợ. Nhưng mà một số người trong đó có Khải nghĩ rằng là chắc chắn một cái người mà lão luyện từng trải như tỷ phú Hoàng Kiều là đã đạt được cái mục đích của ông ta. Còn cái chuyện cái mục đích của ông ta là gì thì chúng tôi không có đi guốc trong vùng của ông, thành ra không dám nói. Nhưng mà chúng tôi nghĩ ít nhất là cái đối với ông ta cái cuộc họp báo nó thành công. Thứ nhất, Khải nghĩ giống như Khải trình bày lúc đầu, Khải có thể khẳng định rằng tất cả những người Việt Nam, quốc nội cũng như hải ngoại, có quan tâm đến chính trị, có quan tâm đến cộng đồng, đúng là văn hóa Việt Nam, là đã theo dõi và đang bàn luận về cái vấn đề tên tuổi ông Hoàng Kiều. Thì ít nhất, đúng không ạ, anh có tiền rồi thì anh muốn cái gì? Anh muốn danh vọng. Thì rõ ràng bây giờ ít nhất là qua cái cuộc họp báo này, cho dù ông ta bỏ ra 500.000 để tổ chức, đúng không ạ, thì cái danh, tức là cái sự quan tâm của người Việt Nam đối với tên tuổi Hoàng Kiều là nó cũng là có quá gọi là worth, đúng không ạ, cái giá đó thì quá rẻ đối với ông ta. Đó là chưa kể có người nói là đánh gà dọa cáo, tức là tên thì là nhất là Trần Nhật Phong. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy đánh một blogger để mà vạn blogger khác không dám lặp lại cái lỗi lầm đó, thì đó là thêm một cái gọi là cái thành công của ông ta. Bằng chứng là Khải nghĩ trong tương lai cũng không có mấy ai mà dám lặp lại để mà trở thành Trần Nhật Phong thứ hai. Theo như anh nghĩ thì là ông Hoàng Kiều đã nói rất nhiều lần là ông ấy muốn dạy cho những cái người mà ông ấy thưa trong vụ kiện này một cái bài học. Thì theo như anh nghĩ là phải chăng là vì đã tổn hại đến danh dự của ông ấy, uy tín của ông ấy, hay là vì ông Hoàng Kiều đã tận cùng cái sức chịu đựng cho nên mới dẫn đến cái việc thư kiện, thưa anh? Thưa anh Derek và kính thưa quý vị, Khải nghĩ đa số, Khải không dám nói tất cả mọi người tại vì mình không thông minh giỏi giang hơn ai, nhưng mà Khải nghĩ tại vì một số người không có để ý theo dõi thôi, thành ra họ nghĩ những cái chuyện này cũng bình thường như những lần khác, có nghĩa là cũng chửi bới, vu vạ, vu khống, chụp mũ nhau. Nhưng mà kính thưa quý vị, một lần nữa Khải xin nêu ra cái vấn đề, tức là cái trường hợp này nó không thể nào mình nói là giống như những trường hợp khác. Là có vài vấn đề. Điều thứ nhất là giống như ông Hoàng Kiều cũng đã nói, ông thiệt hại 1 tỷ đô la từ khi xảy ra những cái vụ mà vu khống chụp mũ này. Thì đương nhiên có phe đối nghịch lại cũng nói là cái chuyện 1 tỷ đó, thiệt thất thoát đó thì có thể là vì kinh tế toàn cầu, có thể vì chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì cũng không thể vu vạ cho BBC hoặc là người Việt hoặc là blogger được. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái đó là chờ ra tòa mới phán quyết được. Nhưng mà cái Khải muốn nói là tại sao có sự khác biệt, kính thưa quý vị, là chúng ta phải hiểu cái chuyện mà những người trong cộng đồng mà chuyên môn lên mạng viết báo, tự xưng là lãnh tụ chống cộng, tự xưng là lãnh tụ cộng đồng, tự xưng là nhà báo, mà chuyên thói đi vu khống chụp mũ nhau đó, nó xảy ra hàng ngày, thành ra đối với họ nó quen rồi, rồi cũng hù nhau, kiện nhau ra tòa. Mà xin lỗi quý vị, thật sự tất cả đều là trên răng dưới dép như nhau, thành ra có ra tòa thì cũng là giống như có người nói ra tòa là dùng cái tiền già để mà xin, gọi là không phải nộp phí tòa, rồi tòa có phán quyết thì cũng phán quyết để mà đem khoe thôi, chứ cũng không có khả năng để mà mướn những cái tổ hợp chuyên nghiệp để mà đi truy cứu, để đi đòi nợ cho mình theo đúng pháp luật, đúng không ạ? Thành ra cuối cùng thì cũng cầm cái chắc tòa đó để mà lên khoe cho có vậy thôi. Nhưng mà cái trường hợp của tỷ phú Hoàng Kiều là rất là khác. Là tại sao? Khải xin phép là Khải không dám khẳng định là cái blogger nào đó đã vu khống cho ông ta là buôn bán nội tạng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, đối với vai trò của ông Hoàng Kiều, cái cáo buộc, cái lời cáo buộc vu khống đó không những nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm, cái tên tuổi trên mạng tai tiếng, mà thật sự nó còn ảnh hưởng đến sự nghiệp và mạng sống của ông ta. Đó là sự thật. Quý vị còn nhớ Đinh La Thăng đang từ chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tương lai có thể trở thành thủ tướng, đang chuẩn bị trở thành thủ tướng, đúng không ạ? Một sớm một chiều trở thành tội phạm, tương lai coi như là mù mịt. Trình Xuân Thanh cũng vậy. Có nghĩa là những người nào mà đang làm ăn sinh sống với những chế độ độc tài, toàn trị, thì nhà cầm quyền họ có toàn quyền, đúng không ạ? Họ tịch thu tài sản, truy cứu quý vị mà không thông qua cái hệ thống tòa án giống như những xã hội Tây phương, đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà bộ chính trị, khi mà chính quyền, bộ công an, người ta quyết định quý vị có tội rồi, người ta truy tố, là tương lai sự nghiệp của quý vị là sẽ đi vào ngõ cụt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ý phải nói những người như tỷ phú Hoàng Kiều, trừ khi nào ông ta bán, ông ta rút lui ra khỏi Trung Cộng, ông ta trở về Hoa Kỳ để mà hoàn toàn sinh sống làm ăn ở Hoa Kỳ, thì ông ta còn giữ được tất cả những tiền bạc, gia tài, tài sản của ông sẵn, cho đến phút mà ông ta vẫn còn là mang danh tỷ phú nhờ cái công ty mà đang có trụ sở bên Trung Cộng. Thì kính thưa quý vị, cái sinh mạng, đúng là cái tương lai của ông ta vẫn còn nằm trong cái bàn tay của nhà cầm quyền Trung Cộng. Thành ra Khải đơn cử, Khải nói ví dụ, Khải hoặc bất cứ người nào đó gọi điện thoại lên Bộ Ngoại giao, gọi điện thoại lên FBI, FDA để mà nói là bây giờ BBC đã tố cáo ông Hoàng Kiều là buôn bán nội tạng Trung Cộng để giết người, mổ xác để mà làm giàu. Thì kính thưa quý vị, nếu mà những người như vậy không phải một mình Khải mà 50 người, 100 người cứ tiếp tục làm như vậy thì rõ ràng có thể là FBI, có thể Bộ Ngoại giao, người ta phải lên tiếng, người ta hỏi thăm bên Trung Cộng. Khải đang nói là cái này giả thuyết rất là viễn tượng thôi, không có cơ hội xảy ra, nhưng mà Khải chỉ nói thì bên Trung Cộng nếu mà vô tình có một nhân viên nào trong Bộ Ngoại giao, có một nhân viên nào trong Bộ Chính trị, họ lại cho rằng là cái này BBC đăng ra có lẽ là cũng cần phải xem xét. Thì kính thưa quý vị, rõ ràng là như vậy là cái nguy cơ mà tỷ phú Hoàng Kiều có thể đối diện với pháp luật, có thể đối diện với sự truy tố của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng, giống như là Đinh La Thăng, giống như Trình Xuân Thanh là có thật. Thành ra cái chuyện này không phải chuyện dẫn chơi để mà đi ra nói là người ta buôn bán nội tạng. Hãy lặp lại một lần nữa, chúng ta những cái người vô công rỗi nghề lên nét chém gió như Khải thì có quyền chửi bới nhau, vu khống nhau, chụp mũ nhau sẽ vô tội vạ, là không có chịu cái hậu quả. Nhưng mà chúng ta không thể nào đưa cái bài đó lên BBC. Chúng ta phải hiểu là họ không có nói là BBC Việt Nam, rồi họ không nói là cái người mà viết cái bài đó là người vô danh tiểu tốt, không ai biết, chỉ có trong cộng đồng Việt Nam. Tại vì khi mà nó ra đến quốc tế, đúng không ạ, ra đến tòa án, họ chỉ biết là BBC đăng, là nó có cái trọng lượng của nó và nó gọi là có cái ground để mà có cái cớ để truy tố. Thành ra cái vấn đề chính đó là lý do tại sao tỷ phú Hoàng Kiều hoàn toàn có quyền và bắt buộc phải truy tố, phải đưa BBC ra tòa, vì có những cái liên quan đến những cái lời vu khống liên quan đến vấn đề buôn bán nội tạng. Vâng, thưa anh, vậy thì theo như anh nghĩ rằng sau khi có cái cuộc họp báo vừa rồi và truyền thông quan tâm rất nhiều về cái việc thư kiện này, thì theo như anh nghĩ rằng những người trước đây họ dùng mạng xã hội để mà nói về một cá nhân nào đó, sau cái sự việc này ít nhiều họ sẽ dè dặt hơn hay không thưa anh? Tự nhiên chúng tôi hy vọng như vậy. Nếu mà quý vị nào có biết Khải thì biết là chúng tôi đã từng rất nhiều lần lên án cái vấn đề gọi là fake news. Rất tiếc là chúng tôi không được như tỷ phú Hoàng Kiều để mà có cái phương tiện để mà thực hiện những cái mong muốn, cái hoài bão, cái lập trường của mình. Chứ còn cái chuyện fake news là chúng tôi, bản thân chúng tôi sức chúng tôi đến đâu, chúng tôi đã tận sức đến đó, chúng tôi đã lên tiếng chỉ trích, đúng không ạ, kêu gọi mọi người là phải tẩy chay, phải bạch hóa, phải vạch mặt chỉ tên những cái thành phần gọi là truyền thông, có người gọi là truyền thông thổ tả, truyền thông tung tin vịt. Và mặc dù chúng tôi không phải nói đây để mà ca ngợi hoặc là lấy lòng ai, mặc dù nói là cái nguyện vọng của chúng tôi là cũng ngoài cái vấn đề mà đối đầu với cái lực lượng fake news á, những cái người mà thích câu view, thích tung tin đồ, mà kể cả vu khống, chụp mũ mà mang danh nghĩa là đấu tranh đó, thì chúng tôi luôn luôn có cái mộng ước là dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn. Trong đó có cái, đương nhiên có cái chuyện là giống như tỷ phú Hoàng Kiều nói là diệt cái những người làm fake news. Thì chúng tôi không muốn trở thành công cụ tay sai, bộ hạ, tức là nhân viên của bất cứ ai hết. Nhưng mà hy vọng thì giống như sau này nếu mà cùng đồng hành với nhau chung một cái mục đích đó, thì hy vọng rằng sau này ít nhất cái công cuộc của chúng tôi nó đỡ đơn độc và chúng tôi sẽ có những cái đồng minh để mà hỗ trợ mình trong cái công cuộc mà chống lại những cái thành phần fake news đó. Truyền thông chính thống đây á, của cộng đồng người Việt nghĩa là gì? Kính thưa quý vị, là những cơ sở truyền thông có tài sản, đúng không ạ? Có nhân sự, có tên tuổi. Nhưng mà thật sự kính thưa quý vị, họ có hoàn thành cái chức năng, cái trách nhiệm của những cơ quan truyền thông hay không, khi họ khoác trong cái lên người họ cái danh hiệu mỹ miều là truyền thông chính thống. Giống như những người như Khải hoặc là anh Derek, kính thưa quý vị, là chưa phải là một cơ quan truyền thông chính thống, mặc dù anh cái ảnh hưởng của anh bắt đầu nó có một cái tầm ảnh hưởng giới cố định nào đó rồi. Bây giờ cho phép Khải nói với anh tại sao ngoài cái vấn đề fake news, chúng tôi đã từng lên án những cơ quan truyền thông như là BBC Việt, RFA. Là kính thưa quý vị, đối với chúng tôi họ cũng là làm fake news thôi. Fake news không có nghĩa là bịa đặt tung tin đồn. Fake news đây có nghĩa là một chiều, có nghĩa là họ chỉ biết tung hô lăng xê, đúng không ạ? Những gọi là cá nhân nào, những thành viên nào có liên quan, có quan hệ gọi là trong cái hàng ngũ phe phái của họ, chúng tôi tạm gọi là lăng xê gà nhà. Đơn giản kính thưa quý vị, giả dụ bây giờ nói về vấn đề tranh cử đi, thưa anh Khải không muốn là nịnh bợ anh Nửa Vòng Trái Đất TV, nhưng mà kính thưa quý vị, ít nhất chúng tôi rất là tôn trọng và hoan nghênh cái cách làm việc như vậy, rất là đứng đắn. Có nghĩa là sao? Khi mà trong cộng đồng chúng ta, giả dụ giờ cụ thể là thành phố Westminster, đúng không ạ, có 13 ứng cử viên, có 7 ứng cử viên Việt Nam, thì ít nhất Khải không hề chống cái vấn đề quảng cáo. Tại vì các doanh nghiệp, đài truyền hình, cơ sở truyền thông thì họ cũng phải là kinh tài, họ phải có quảng cáo thì họ mới sống được, đúng không ạ? Vì đó là cái nghề của họ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cơ quan truyền thông chính thống đúng nghĩa của Hoa Kỳ là nó tách biệt, đúng không ạ? Cái phần mà kinh tài, kinh doanh là kinh doanh, còn cái phần mà lo về vấn đề content là lo về content, không thể nhập nhằng. Trong khi đó kính thưa quý vị, cả hầu hết những cơ quan truyền thông chính thống của người Việt, ít nhất là đối với Khải ở quận Cam, thì chỉ biết nhận tiền để đăng quảng cáo thôi. Ý Khải nói là sao kính thưa quý vị? Có nghĩa là những cái thông tin mà được đăng tải lên những cái cơ quan truyền thông của họ là từ tiền mà mua được, chứ họ không có làm cái công việc truyền thông, cung cấp thông tin. Khải xin được phép giải thích. Có nghĩa là sao? Ít nhất anh phải làm tròn cái vai trò của anh đã. Tức là cái phía mà lo về cung cấp thông tin cho khán thính giả là ít nhất trong 13 ứng cử viên đó, 7 ứng cử viên người Việt Nam, anh phải trình bày một cách khách quan, một cách công tâm, một cách trung thực, đầy đủ. Ít nhất khán thính giả của anh phải có một số liệu thông tin tối thiểu, biết được những người đó là ai, từ đâu, làm gì, chương trình hoạt động ra sao. Còn cái chuyện những cái người mà dư tiền họ đăng quảng cáo thì anh vẫn có quyền, đúng không ạ, đăng quảng cáo của họ. Đương nhiên tại vì chứng tỏ là họ có tiền, có phương tiện và họ có lòng thì họ mới bỏ thêm nhiều tiền vậy để đăng quảng cáo, thì Khải không chống. Nhưng mà Khải rất buồn khi thấy những cơ quan truyền thông chính thống Việt Nam không hề có những cái bài viết, không hề có những cái chương trình để mà trình bày cung cấp thông tin về những ứng cử viên Việt Nam cho khán thính giả Việt Nam, mà chỉ biết là nhận tiền để đăng quảng cáo thôi. Những cái chuyện như vậy nó rất đáng buồn kính thưa quý vị. Và nếu mà người Mỹ người ta nhìn vô, người ta sẽ khinh chúng ta vì quý vị không có làm đúng cái chức trách, đúng cái vai trò truyền thông báo chí. Trong khi đó Khải thấy Nửa Vòng Trái Đất đã ít nhất là có một cái chương trình trình bày, nhắc đến tên tuổi hình ảnh của tất cả mọi người. Và qua báo Người Việt cũng đã làm được một cái bài viết như vậy kính thưa quý vị.